Thư cúc không À. chứ nhỏ bên đây lúc vợ tôi cũng có đứa mà hòa mà lúc nó còn trẻ đó, với vợ nó thì thôi, Là người yêu của chú hay gì? vợ của chú. Chú bé. Và hãy mang theo những gì trong mộng mị. Loan cô nương ơi, mộng của tôi bình thường như dòng sông chảy xuôi về biển cả, nhưng không mang theo những kỷ niệm ở bên đường. Cuộc đời tôi đã thảm thương và buồn bã từ lâu rồi, nếu cần phải nhận thêm một vài điều bất hạnh, tôi không hề trốn chạy. Hôm nay tôi đến đây như một kẻ ăn mày đang đói khát xin từng bát cơm từng manh áo, thì không thể xứng đáng xen vào câu chuyện hai người. Rồi buồn rồi, ông ta vẽ hình vợ lên. Ờ, ông ha vẽ hình vợ, ông coi, ông đem vô nhà ông ngồi kia. Vậy hả? Ừ, ông ngồi ông vẽ mình nên ông rồi bắt đầu ông đem vô. Ôi Bởi nó. vì ai cũng hỏi cái ông nói vợ ổng đó. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu một nhân vật khá là đặc biệt. Chú này sau khi vợ mất thì vẽ rất là nhiều hình người phụ nữ và cho rằng là vợ của mình. Vì quá nhung nhớ nên chú vẽ và thậm chí là có thể là tạc tượng về người vợ cũ của mình luôn. Còn bây giờ thật hư cái câu chuyện người đàn ông si tình sau khi vợ mình mất vẽ hình của vợ mình để đỡ nhung nhớ là như thế nào. Thì Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Đây, đây là ngôi nhà của chú nè. Ôi trời. Ôi trời ơi trời. Dạ con chào chú. Trời ơi. Dạ con chào chú. Chú là tên chú E phải không? Dạ chú E, ngồi hai chú cháu mình tâm sự cái được không? Rồi chú ngồi xuống đi chú E. Dạ chú E ơi, ở đây là tất cả các hình phụ nữ rất là nhiều là của ai vậy chú? Vợ của chú mà. Vợ của chú hả? Chú em là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi rồi con. 73 tuổi rồi hả? Nghe nói vợ của chú mất rồi hả chú em? Mất 3 năm rồi con. 3 năm rồi. Chú với vợ của mình là có mấy người con? Hai đứa hả? Hai đứa hả? Trời ơi. Thì hai đứa con của chú đâu? Con đứa con thằng trai nó đặng nó. Ờ. Nó cỡ lứa tuổi của con vậy đó, À. bốn mấy rồi. Vậy hả? Rồi chú vẽ hình này lâu chưa? Lâu rồi. Sau khi vợ của chú mất là chú vẽ luôn á hả? Như đã trước nữa. Trước nữa hả? Mà sao cho chú cho rằng hình này là vợ của mình? Kiểu như vợ chồng cháu tên gì chú hỏi rồi. Con tên Hồ. Bởi vì chú buồn hả con? Rồi cái tâm sự buồn á, rồi vẽ hoài Tâm sự buồn cái vẽ hoài vậy đó hả? Đêm đó. nào chú cũng vẽ hay sao? Đâu có ban ngày á, vẽ nhiều khi cái chú đi nhậu á, gặp mấy bạn bè tuổi lứa tuổi gì đó, cái rồi đi nhậu rồi Rồi vẽ. vẽ. Chú vẽ trong vòng 3 năm nay là được, trước đó nữa là được bao nhiêu hình đi hả chú hả? Nhiều lắm, bởi vì ngồi buồn có vẽ, ngồi buồn có vẽ vậy đó, nhiều khi đem vô mùng luôn đó nè. Chú nói thiệt không? Vợ của chú là mất năm nay bao nhiêu tuổi? Hả? Vợ của chú mất năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ mang nghi vấn không có thành đề đâu con. Dạ ơi. Vợ chú hả? Dạ. Sáu mấy rồi? Sáu mấy hả? Chú nói là chú năm nay là chú bao nhiêu? 73. 73. Giờ chú bệnh gì mà mất?
như đau vậy đó. Vậy hả? Tuổi lớn con. Dạ. Rồi cái nè, con vô coi nè. Cái này là gì chú em? Này là cơm khô á. Dạ. Chú ăn cơm vậy đó. Ủa hình mẹ Quan Âm đây là chú tạc hay sao? Không phải. Cái nào chú nói sự thật không người sao không có giờ nói dốc. Ồ. Cái này à, chú tạc nè. Dạ. Là ông Năm của chú á. Dạ. Rồi những hình này á là chú vẽ sao vợ của chú có khi là tóc ngắn có khi là tóc dài. Cũng như mình nhớ vợ quá vẽ kiểu như thương vợ vậy đó. Vẽ tóc dài, vẽ tóc ngắn vậy đó. Ha. Các gương mặt đều giống nhau hết hả chú? Nó không có giống được đâu. Cũng như ngày hôm nay bả vậy, ngày mai bả nó khác. Được không? Đó, con coi đi, nghe. Đó là bà đâu mới giống nhất nè. Bà áo đỏ đó. Ở đây rất là nhiều hình nhân cô bác anh chị. Hả? Rất là nhiều hình nhân hả chú ha? Ừ. Cái hình này là chú làm á hả? Ừ. Nè con vô đây chú chỉ. Dạ. Nè đâu, chưa để con bật đèn lên. Ừ. Đâu chú? Nó bước tới. Bước tới bằng cây đó. Chú là... tối chú ngủ ở đâu? Đó ngủ ba bà ngủ nằm vậy đó. Rồi chú vậy đó rồi chập mùng xuống rồi. Ê cái gì chứ? Chú ngủ sao đâu kiểu như chú nằm ngay giữa đó đó. Bảo chú ngủ sao đâu, chú ngủ nằm cho con coi với. Dạ. Yeah. Nè ha. Đó rồi cái nhớ bà rào cái đó. Chú có tổng cộng mấy bà vợ? Có bà Thư Cúc không à. Hồi ấy nè, bà Thủy Cúc là cái bà Thủy Cúc biết không? Là bà nào đâu? Đúng rồi, bàn thờ hết đó. Dạ, còn mấy bên kia? Mấy bên kia bên đây nè, mấy hình bên kia. Như nhớ vợ rồi đó. Cái mình đẻo gì đó. Dạ. Rồi tối cái ngủ cái rồi ôm bả vậy nè. Đó. Chú làm bằng khúc gỗ hả? Ừ, gỗ mà. À. Còn bằng giấy thì nhóc quá trang luôn. Trời ơi, còn đôi dép này ở đây của ai? Đôi dép kể như nhớ vợ quá rồi mua người ta cho á. Dạ. Rồi cái chú để về nhớ vợ gì đó. Dạ. Vậy thôi à, hiểu hả? Dạ. Rồi để đó, rồi cứ mang. Ở đây là có tổng cộng là 4 hình nhân của người phụ nữ. Rồi. Dạ, bên kia là tóc dài, bên nọ là tóc ngắn hay sao chú? Ừ. Cũng như vợ. Có chú có đặt tên không? Trong cái bức tranh này thì chú không có đặt. Chứ còn ở trên bàn thờ thì chú đặt. Cũng như là Thủy Cúc. Ha. Còn có cái như đây nó đâu có đặt đâu. Vợ của chú mất là bệnh gì chú em? Kiểu như tâm sự cuộc đời nó buồn nó thấy sao? Dạ. Rồi cái chú không nghĩ về được cái gì chưa luôn. Ừ. Giờ nhớ tới con vợ không chứ không nghĩ gì nữa con. Con đêm mới ngủ ôm nó hung hít vậy thôi. Kiểu như cuộc đời á. Dạ. Nó chán nản lắm. Cháu. Trước đây chú làm cái công việc gì? Chú thì ruộng ở trên đồng á. Dạ. Nhưng mà bị gì nói phải nói với cháu. Bởi vì chú buồn rồi cái gì. Đất ruộng á thì chú tính là có nhà bà công để mình sống. Nhưng anh chị em rồi thì chú Út á. Rồi cái mọi người muốn chia của thì thôi nó chia đi chứ chú đâu muốn ở đây đâu. Chú khóc nhiều lắm con, thiệt đồ khóc hoài luôn. Bây giờ chú nhậu hoài đó, ngày ngày chú nhậu không
ba đôi dép này mấy đứa nó bỏ đó, rồi chú đem về. Chú tạc chú... gì người ta có nói không? Hả? Chú tạc để đây ngủ người ta có nói gì chú không? Không. Tao thì sống như vậy thôi, chứ tao có làm gì mít lòng với ai đâu. Ừ. Rồi từ đó tới giờ nó không có lời nữa. Vợ của chú là trước đây làm cái công việc gì? Vợ của chú hả? Gia đình giàu. Cái chú kể hết cho con nghe nha. Dạ. Gia đình giàu lắm. Mà chú suy nghĩ hoài, sống mà không có lo được, nhưng tội nghiệp cho nó, nói khờ á, buồn lắm mấy con ơi. Được. Con thấy ở đây là có hình ở đây, có ai nữa chú? Thì chú vẽ gì đó. À. Chứ còn hả? Có hình ở trên cái mùng nữa kìa. Thì chú vẽ gì đó. Nhóc hết trơn luôn à. Trời ơi trời. Trời. Trước đây là chú làm ruộng hả chú em? Có không có ruộng không có nhiều, có vài ba công nhờ. Dạ. Mình sẽ sống vài ba công. Ừ. Là của bản thân của mình phải không? Yên khoảng rồi. Chú là ngày trước chú là lính biệt động của Sài Gòn á. Ừ. Rồi bây giờ chú làm cái công việc gì chú sống? Bây giờ có làm gì đâu. Chỉ kiếm ngày chú ăn được nhiêu đâu, có dưa cháo cho bây giờ chú mới kể nha. Thì mấy thằng ra ngoài đi. Dạ chú tối là chú ngủ là chú ôm mấy mấy hành nhân nó ngủ luôn hả? Ừ. Rồi ơi, cho con xem là cái xích ừ. Gọi lại gần hả chú? Cháu gọi đi, không có gì đâu. Bên đây là màu đỏ hả chú? Ừ. Bên đây là màu hay màu xanh, còn bên đây? Bên đây màu vàng. Đây là chú đắp bằng gỗ, cái chú đục bằng gỗ luôn hả? Ừ. Còn bên đây là gỗ luôn hả chú? Gỗ không còn. Là chú sơn hả? Sơn. Trước đây chú có làm thợ mộc hay là làm nghệ nhân gì không? Có thợ mộc. Thợ mộc hả? Ờ, thì chú cũng không ham muốn qua cái nghề đó. Ừ. Rồi chú chỉ có đẻo với vẽ không à. Rồi chú treo ở đây nữa nè. Ừ, ở trên nóc mùng nữa nè. Ừ, nhóc. Mà sao chú vẽ sao mà mặc đồ bikini gì không vậy? cái này ở dưới không? Như mấy đứa nhỏ nhỏ đó. Dạ. Nó nói ông vẽ cho con cái bức tượng phụ nữ ở chuồng. Trời ơi. Ở đây nữa nè. Ừ, vậy đó. Còn đâu giống treo ngoài đâu, chú đâu giống treo. Ôi. Cái tấm hình nào mà chú tâm đắc nhất đâu? Sự thật phải không? Dạ. Chú kể cho con nghe. Đó là con nhỏ áo đỏ đó. Ừ. Là vợ của chú. Dạ. Chứ nhỏ bên đây là lúc vợ của nó cũng có đứa mà lúc nó còn trẻ đó. Dạ. Nó dạ nó thì thôi. Là người yêu của chú hay gì? Vợ của chú. Chú mấy vợ? Có con vợ một hòa sinh thằng con trai nữa đó. À một hình vợ của chú lúc trẻ đúng không? Ừ. Một hình vợ của chú lúc về già. Từ đó, lúc già đó. Dạ. Lúc áo đỏ đó. Ừ. Rồi vợ của chú mất thì chú an táng ở đâu? Về bên vợ mới về an toán. Dạ. Rồi thì sao con thấy ở đây tổng cộng là có bao nhiêu bức hình nữa chú? Kiểu như là nhớ vợ quá rồi vẽ gì đó. Dạ. Rồi bạn của chú. Dạ trời ơi. Dạ. Rồi sáng nay là chú ăn cái gì? Nè cơm nè con. Cơm. Ủa sao chú để chân hương ở đây nữa? Hương là kể như chú kể thiệt không kể. Dạ chú ngồi xuống đây, chú ngồi xuống đây. Lại đằng chùa đúng đó. Dạ. Rồi bị người ta đem cái gì không biết, đem cái để ra ngoài đằng chùa, ngay cái bồ đề đó. Dạ. Để lư hương này kia, mấy chú mới đem về. Dạ. Chú thờ. Dạ. Chú đốt nhang vậy thôi. Nhà của chú thì rất là nhiều chân hương, rất là nhiều nơi thờ đúng rồi. Thờ cúng. Thờ nhóc hết trơn luôn.
Dạ. Lúc mà chú còn ở chung với vợ chú là chú có dẻ không? Có. Có dẻ. Rồi lúc đó vợ chú có nói gì không? Vợ chú thì cũng như ở... cái bà cũng nói rồi, với người chú mới nói rồi là em à, anh thì tâm sự buồn dễ được chưa, cũng như vợ chồng mình có với nhau, cái bà mới lấy ông làm cái gì tội nghiệp cho tôi dễ không, thấy không, cũng như đàn bà như thế. Rồi con của chú có phản ánh gì không? Không. Hồi lúc đầu thì nó nói ông quả sĩ gì, kiểu như ông quả sĩ gì mà ông vẽ gì đâu. Dạ. Rồi cái sau này chú mới, chú có bằng được gì, bảy mấy tuổi bằng gì con, đúng không? Sau này cái Giang, nó tên Giang, còn cho bà già 10 bữa nửa tháng vậy đó, dàn cho bà tiền mua rượu mà. Cơm gạo thì nó có, chú ăn được nhiêu đâu, ngày ăn chừng 2 chén cơm là dữ lắm rồi. Nó cũng cho vậy. Rồi con thấy nhà của chú ở đây là chú cất lâu chưa? Là vậy cất chừng 4 năm là qua tới là ấy, cái là vợ của chú mất. Cất ở đây là 4 năm là vợ chú mất. Ừ. Nãy con hỏi chú chưa trả lời con là vợ của chú bệnh gì? Hả? Vợ của chú bệnh gì? Bây giờ con cũng chú thì kể thiệt. Dạ. Chứ không có gì chứ. Dạ. Con sanh vấn đề gì đâu. Dạ. Bởi vì vợ của chú thì nó cũng như nó mất mát gì đó. Nó hơi hổn. Không gì chứ. Sao chú không hớt tóc cho gọn lên, con thấy chú để tóc dài vậy chú em? Chú thời lương tâm rồi. Buồn lắm con. Chú khóc hoài gì trời. Đủ. Tao nói mày em, mày hỏi tao là tao khóc. Cuộc đời của tao đủ. Mày khơi đất ruộng để mà gia đình anh chị đủ mới được kêu tao bán. Thôi bây giờ bỏ cái chuyện đó qua bên đi. Chú bây giờ ba chú, vợ chú mất 3 năm thì chú ngủ chú có nằm mơ thấy vợ của mình không? Có. Có hả? Mơ thấy là khóc. Nhớ vợ thì không nhớ. Như cháu nhớ không? Ừ. Em không nhớ trời. Dạ đêm nào cũng vậy hả chú hả? Không có lâu lâu gì đó lâu. Tối thì chú có ngủ không? Ngủ còn nó ít. Cũng như ngủ thôi. Thì dòng cái vô sĩ hay sĩ rồi đó. Rồi cái chú ngủ. Dạ. Ngủ tới chừng nhiều khi có bữa 10 giờ, 11 giờ. Dạ. Có thức giấc. Dạ. Là nghỉ ngủ rồi. Dạ. Sao thấy đó cái chai rượu á. Dạ. Chú dạ. Chú cầm cái bức tranh đó lên coi, con thấy bức tranh kia kìa. Này hả? Dạ. Không, bức tranh kế quên. Này hả? Dạ. Cái đó là chú vẽ ai đó? Vẽ là cháu ngoại của chú. Nhỏ nhỏ nó có chồng rồi. Còn bức tranh ở trên kia, cái chân bên kia kìa. Con thấy để vậy. Dạ. Này hả? Dạ. Trời. Như sao cái chân cong queo vậy? Tự nhiên chú buồn hả? Dạ. Với vui rồi cái giả kiểu này kia rồi vậy đó. Dạ. Nhưng mà con thấy một điều là có thể là những người phụ nữ tóc dài tóc ngắn khác nhau. Nhưng mà tại sao chú dễ nữ không mà chú không dễ nam? Nam sao không thấy vậy? Nam nào? Có mình ông này là nam hả? Còn nữa không? Này ai là ai chú? Này là chú hả? Cũng như là chú đi. Đó là chú hả? Trời ơi. Còn như Nam hả? Dạ. Nhóc phải trời luôn trời. Tại vì chú không có đẹp ra. Mà tài sản quý giá nhà của nhà chú á là chủ yếu là hình của phụ nữ thôi. Mà con thấy hình cái khúc gỗ kia chú tạc nữa kìa. Chú vẽ lên kìa. Cái đó là gì chú? Đẻo gái vậy đó. Dạ hả? Cứ có là chú mua. Có tiền là chú mua bút lông về nhà chú vẽ.
lượm giấy vào nhà chú vẽ. Nhưng mà con thấy bức ảnh ở trong kia kìa, cái hình kia kìa. Hả? Đó, đó, chú cái, dạ, chú đó là bức đó là chú mất thời gian lâu không chú vẽ? Cái này phải không? Dạ. Thì nó cũng y vậy thôi. Chú vẽ một bức vậy là một hình vậy là chú tốn thời gian bao lâu chú em? Kể chừng 5 ngày đó. 5 ngày hả? Ừ. Là chú vẽ là cái tông màu là đỏ là chính thôi. Còn bên đó kìa mặt cái đầm nữa kìa. Ở trên nữa kìa. Nè. Đó, 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 treo này treo, hả? Dạ. Thì cái này thì kể như cái lúc mình lúc buồn á. À. Trời. Ở đây là có hình sau lưng cậu của chú gì? Có con chim hả? Ông Năm. Sau lưng ông Năm hả chú, là hình con chim gì vậy chú? Người ta thường vẽ con hạt á. À, con hạt. Còn chú thì chú vẽ là con ấy nó khác. Dạ. Rồi. Nó chơi chơi. Ông ngủ thì ông khó chứ. Trời, dạ. Cái đó là ông Năm của chú hả? Ở ngoài sau lưng nè cô, có tất cả là chú biết là mình đã vẽ được bao nhiêu hình chưa? Vẽ gì đâu có đếm được đâu. Là từ hồi vợ chú là còn sống là chú đã vẽ rồi. Trời ơi. Nhưng mà cái bức này là cái tấm bự nhất là chú vẽ nhiều hình nhất nè. Này là sau này mới đây à. Có con ngôi nhà nữa kìa. Ờ, sau này lúc là vợ của chú mất á. Dạ. Chú mới vẽ rồi là bức tranh kiểu như hòa bình gì đó. À. Và nhớ lại dĩ dạng của con vợ. Dạ. Là cứ hai bên, cô bác của anh chị biết không? Ở bên đây tranh nè, ở bên đó tranh nè, bên đây nè. Là cứ đi vô là hàng trăm cái bức hình mà chú vẽ. Đúng rồi. Đa số là toàn là nữ hết. Rồi ở đây là cái không gian bếp của chú đây hả? Đâu có. Đây nè, vô bếp nè. À, chỗ này là nấu ăn hả? Ừ. Còn chú tắm sao? Tắm là xuống sông. Tắm xuống sông, vệ sinh. Vệ sinh hả? Cũng xuống sông. Cũng xuống sông luôn. Có mấy lội đường lộ á. Dạ. Trời ơi. À, trước đây là chú sống ở đây hay sao chú? Hả? Trước đây là chú sống ở đây hay sao? Hay là chú mới chuyển về đây? Chú đây là 7 lúc cha mẹ sanh đó giờ ông bà sanh chú ở đây không ở đâu đâu. Dạ. Chú bây giờ chú ngồi xuống đi chú em. Chú bây giờ chú còn có ước muốn gì không? Bây giờ ước muốn ngồi xuống đi chú. Bây giờ ước muốn cháu tạo dựng cho Tú không? Con hỏi thôi mà chứ con đâu có giúp được gì đâu. Giúp được. Cháu giúp cho chú. Chú nói vậy chứ chú không cần đâu con. Dạ. Chú đâu cần gì đâu. Bây giờ lớn tuổi bảy mấy tuổi rồi. Ngày uống vậy. Biết ngày nào chú ra đi. Dạ. Phải không? Dạ. Tại chú thấy cháu đẹp trai, chú nói chuyện chơi cho vui. Dạ. Thôi á. Chú em muốn ca tặng cho cô bác anh chị một bài nè. Rồi chú ca con nghe với. Muốn ca bản gì? Chú hát bài gì cũng được hết á. Tâm hồn nghệ sĩ hay không? Có. Dạ. Ca cổ hay là ca nhạc? Ca cổ đi, ca cổ. Ca cổ em. Dạ. Bây giờ cháu muốn chú ca bản gì nè? Chú đó thuộc bài gì chú cứ hát bài đó. Nhất là cái câu này nè. Dạ. Câu một thôi nghe. Dạ. Kiểu như là bà Bị Châu nói đó. Dạ. Hồn vũ ăn ca ơi, hãy đi đi. Được chưa? Dạ. Dạ, hãy mang theo những gì trong mộng. Được không? Dạ được, tiếp được. Loan cô nương ơi, mong có tôi bình thường như dòng sông chảy xuôi về biển cả, nhưng không mang theo những kỷ niệm ở bên đường. Ca thấy đây mình cảnh nè. Dạ. Cuộc đời tôi đã thảm thương
và buồn bã từ lâu rồi. Nếu cần phải nhận thêm một vài điều bất hạnh, tôi không hề trốn chạy hôm nay. Tôi đến đây như một kẻ ăn mày, đang đói khát xin từng bát cơm, từng manh áo, thì không thể xứng đáng xen vào câu chuyện của hai người trong sắp cuộc thành hôn. Được chưa? Ồ, hay quá chứ. Em trắng đêm bên đàn nghe viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày em với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu tranh đón nhau khi bình minh, vây tay nhau tàn cảnh. Sao gặp đẹp trai không vậy? Dạ. Hãy gặp thằng nhỏ đắng gì nó nhậu cái đám bên đó. Đón nhau khi bình minh, vây tay nhau tàn cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ơn tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh, nghĩ vì lá xa cành. Quá hay chú ơi. Nghĩ chưa hay quá. Hát nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chú hát hay quá, chú có chất giọng hát hay quá. Nhưng mà chắc có lẽ là chú vì tâm tư thương vợ mình nhiều quá, mà mỗi lần hát những cái bài mà nào bệnh viện là chú khóc à. Đúng không chú? Nhớ vợ đúng không? Tâm sự. Dạ. Tâm sự của chú Bảy nhiều quan trái dữ lắm. Dạ. Đúng không? Thời gian thấm thoát trôi đưa tuổi thơ ấu còn đông. Mỗi người một xa xôi càng thương nhớ, nhớ thương thương nhớ không. Bèn bẹt một bông đêm từng cơn gió đông, tôi nhớ em mong khi lá thu tàn. Bao lần rồi em biết không, tôi nhớ em như người yêu nhớ những buồn vui trong cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, tiếc thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa hai mùa ngâu. Lòng mình thì nếu muốn ân tình mãi em ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn im trôi. Nghĩ vì cũng xa rồi. Cháu gặp Thủy Tiên là bạn của chú á. Dạ. Nói dễ thương, nói chuyện cái chú hát hay quá luôn á, nghe chú hát chú thả hồn luôn. Cái bạch lâu là hát. Chú ơi, con thấy chú hát mà con thấy ngoài sao chú tấm hình chú lậm vô kia sao vậy? Vợ của chú hả? Đâu có. Cho chú lậm đó nhìn thấy ghê vậy. Cũng như chú vẽ để cho vui vậy đó. Ủa ăn cơi hãy đi đi, và hãy mang theo những gì trong mộng mì. Loan cô nương ơi, mộng của tôi bình thường như dòng sông chảy xuôi về biển cả, nhưng không mang theo những kỷ niệm ở bên đường. Cuộc đời tôi
đã thắm thương và buồn bã từ lâu rồi. Nếu cần phải nhận thêm một vài điều bất hạnh, tôi không hề trốn chạy. Hôm nay tôi đến đây như một kẻ ăn mày, đang đổi khát xin từng bát cơm, từng manh áo, thì không thể xứng đáng xen vào câu chuyện hai người. Thương như Dương Hục Vũ đúng không? tao là thằng bụi đời, khẽ nghệ đi. Mày thương hen, chú Bảy đi con. Bảy e là rồi bỏ hết trơn. Ngày hôm nay thì đến đây gặp được chú hát tặng những bài tân cổ, những bài nhạc rất là trữ tình, trong đó mang theo những cái tâm sự giấu kín trong nỗi lòng của chú. Vì biến cố gia đình hoặc là vì đam mê những cái tác phẩm nghệ thuật mà chú vẽ những hình rất là nhiều như thế này. Chú Bảy muốn tự giận chứ? Dạ, gần muốn tự giận luôn hả? Buồn dữ lắm, bề hơi đổ. Tao khóc quá vậy, muốn tự giận mà biết làm gì giờ. Số mệt ngang hoài đủ. Mà số phận mỗi người nó mỗi khác đúng nhau. Nên là nữ là chú Bảy là bây giờ chỉ biết ôm cái nỗi buồn trong lòng mà với lại chỉ cần cái chai rượu mà là nhậu cái ly rượu, chứ bây giờ chú không có còn động lực ở trên cái không còn gì, cái mơ ước gì nữa hết cả, ngoài nhung nhớ người vợ đã khuất của mình. Thôi thì thôi chú Bảy ơi, cố gắng vượt qua, dù có buồn thì chú cũng hạn chế uống rượu lại, bắt đầu làm lại cuộc sống. Thằng con á, mấy thằng cháu thì nó còn phiền chết. Thằng con á thì tao nói vậy nè, con mày cho tao tăng ngàn 10.000 thôi, mua 10.000 rượu uống à. Dạ. Khóc thiệt á, cháu chú Bảy rồi đâu, không có đường nào chú Bảy đi nữa chứ. Dạ. Thôi chú Bảy ơi, thôi con gửi tí chú mua đồ ăn nha. Rồi chú đừng có uống rượu nhiều nha, con gửi ít tiền cho chú để chú mua đồ ăn. Dạ, có rảnh dịp thì con sẽ ghé là thăm lại chú. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Con. Dạ con chào chú ha, rồi. Giữ gìn sức khỏe. Rồi theo bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau về một người đàn ông sống khá là lập dị ở trong cái ngôi nhà. Phải nói cũng khá là gục gần cô bác anh chị. Chú E này ngày xưa là có vợ là mất hả cô? Dạ mất rồi. Buồn đó ông ta vẽ hình vợ lên. Ông ha vẽ hình vợ, ông coi, ông đem vô nhà ông ngồi kia. Dạ hả? Ông ngồi ông vẽ mình nên ông rồi bắt đầu ông đem vô. Ôi bởi hả? Vì ai cũng hỏi cái ông nói vợ ổng đó.